Chào bạn trai. Dạ em chào chị ạ. Rồi bây giờ ngồi đợi Tường xíu, Tường sẽ ra mời bạn gái mình vào nha. Dạ. Dạ mời em vô. Rồi ngồi sát vô, sát vô, sát vô. Ok. Rồi mời hai bạn mở mặt nạ mình ra nè. Coi chừng hư tóc nha. Rồi chào hai bạn. Chào chị. Bây giờ mình ngồi vào vị trí rồi ha. Mình sẽ giới thiệu thật là lớn, to, rõ cho người bạn đối diện có thể nghe được những thông tin của mình. Mời em trai giới thiệu trước. Dạ, em xin tự giới thiệu. Em là Vũ Như Nhâm, năm nay 27 tuổi. Công việc của em là làm cho công ty sản xuất khẩu trang y tế và bộ phận là nhân viên giao nhận. Quê em ở đâu? Dạ, em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn luôn ạ. Hiện giờ đang sống với gia đình? Dạ, đúng rồi. Mời em gái. Dạ, chào chị. Em là Nguyễn Thùy Như Quỳnh. Thì hiện giờ em là 28 tuổi. Sao hai tên giống giống nhau vậy? Này là Vũ Như Nhâm. Nhâm, dạ. Em là Nguyễn Thùy Như Quỳnh. Nguyễn Thùy Như Quỳnh, trời, hai cái tên rất đặc biệt, tên rất là lạ. Quê mình ở đâu Quỳnh? À, em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Rồi, năm nay mình bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 28 tuổi rồi. 28 là sinh năm bao nhiêu? Dạ, 91. Em là 92. 92, dạ. À, 91, 92. Dạ. À, bạn trai nhỏ tuổi hơn có vấn đề gì không? Dạ, nhỏ hơn 1 tuổi không có sao chị. 10 tuổi cũng không sao nữa. Tới hồi mà chịu rồi là 10 tuổi cũng không sao, mà không chịu rồi 1 tuổi cũng không được, mà có lớn hơn cũng không xong anh ha. Hỏi cho vui thôi, tuổi tác không quan trọng. Công việc của em cụ thể là như thế nào? Hiện giờ em đang là giáo viên tiếng Anh tại trường quốc tế ạ. Cấp 1 ạ. Cấp 1. Đang sống với ba mẹ? Dạ đúng rồi. Rồi nhà mình ở đâu? Nhà ở ngay quận 5 luôn ạ. Quận 5 luôn. Em nãy em nói quận mấy? Dạ em ở quận 10. Quận 10. Năm 10. Tôi ở quận 15. Dạy tiếng Anh, em dạy trên bao lâu rồi? Thì em theo cái con đường giảng dạy này cũng được 5-6 năm rồi. À, chị rất dốt tiếng Anh. Bây giờ em hát cho chị nghe một bài nhạc tiếng Anh đó. Chị có tinh thần là bữa nay chị nói chuyện tiếng Anh với em nè. Tiếng Anh của chị một chữ bẻ là ba, nhưng mà đi khắp mọi nơi trên thế giới. Ghê không? Dạ. Thì hôm nay em sẽ hát một bài thiếu nhi. Tại vì đa phần là em dạy thiếu nhi cho mấy bé. Ừ, rồi. Thì dạo này trời cũng hay mưa, nên thành ra là bình thường khi mưa thì em hay hát cái bài này cho các bé nghe. Rain, rain, go away, come again another day. Daddy want to play, raining, raining, go away. Hiểu không em? Dạ không. Mình biết là mưa được rồi. Rain, rain, rain là mưa thôi. Hiểu chi cho nhiều. Trời giống chị đi, mình phải đoán cưng ơi. Dạ. Rồi, hát hay không? Cô giáo hát hay không? Dạ thì em thấy là khác hay chị. Rồi còn bây giờ công việc của em là hàng ngày đi giao nhận. Em giao nhận ở đâu? Dạ. Ở trong công ty hay là chạy vòng vòng? Dạ chạy vòng vòng chị. Ừ. Nhà đông anh chị em không? Dạ nhà em thì có 2 anh em. Còn 1 đứa em gái nữa. Em gái đang làm gì? Dạ, em gái đang làm nhân viên văn phòng cho công ty. Ừ. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là biết nấu ăn, tự lập, chia sẻ hoặc là thích tham gia các hoạt động thiện nguyện. Còn điểm yếu? Ngủ nhiều, ngủ hơi bị xấu. Rồi bạn nhà em cũng hay nói là em ngủ hơi bị ngáy. Nghe hả? Dạ. Với lại có khi đôi lúc là cũng như là bị lười vậy. Lười là lười gì? Lười làm việc, lười tắm rửa, lười dọn dẹp hay là lười cái gì? Tất cả mọi thứ. Tất cả mọi thứ đều lười? Dạ, chỉ trừ tắm thôi. Còn cái tật xấu gì nữa không? Có, hay đi nhậu thôi. Nhậu nhiều không? Dạ không, tại vì lâu lâu rồi bạn bè gặp mặt, nói chung là xã giao thôi. Em uống cũng ít thôi. Có nhậu, 1-2 chai. Xỉn vô có quậy không? Dạ không, tính em là xỉn vô chỉ về ngủ thôi. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh của em thì em thường hay biết lắng nghe, chia sẻ. Và em hay biết phân tích cái vấn đề như thế nào là đúng hay là sai. Với lại nhiều người nói với em và nói chuyện với em cảm thấy rất là thoải mái. Còn về điểm yếu của mình thì em hay nóng tính. Với lại khi mà em buồn ngủ á, cảm thấy khó chịu lắm. Ý là nhiều người nói em khó chịu. À là mình buồn ngủ mà khó chịu với những người xung quanh luôn á. Đúng rồi. Rồi có đi dạy có khi nào buồn ngủ không? Không chị, tại mấy bé năng động lắm nên thành ra là mình cũng phải rượt theo mấy bé. Rồi nóng tính rồi dạy mấy bé rồi rủi rồi lỡ nóng quá kèm không được rồi sao? Dạ không, thì em biết là em nóng tính nên thành ra em mới quyết định chọn cái nghề này. Tại vì sẽ giúp cho em kiểm soát được lại cái của mình. Sở thích của em là gì? Sở thích của em thì thường là em thích đi du lịch. Rồi cũng như là em cũng thích là trang trí nhà cửa. Cũng như là làm những cái vật nhỏ. Nhưng mà bình thường thì em cũng không có được khéo tay cho lắm. Nên cái sở thích đó coi như là cũng cho qua. Ý em cũng thích xem phim. Cũng như là mua sắm với bạn bè. Bình thường là cũng thích đi chơi với bạn bè. Khi mà em đang sống với ba mẹ trong gia đình, thế mình có làm việc nhà không hay là ba mẹ làm hết? Dạ cũng có chứ chị. Dạ thấy nãy giờ cái điểm yếu của anh bên này em có dính gì giống như ảnh không? Lười thì cũng có lười, nhưng mà ý là việc nhà tới thì cũng phải làm. Chứ không phải là dạng. Rồi về tình trường thì sao Nhâm?
Dạ, tình trường thì trước đây em có vài mối tình. Nhưng mà mối tình sâu đậm nhất là cách đây một năm. Thì cô đó là giáo viên mầm non. À, cũng giáo viên luôn. Dạ, thì cũng có thời gian tụi em tìm hiểu và quen nhau. Thì cũng có nhiều chuyến đi kỷ niệm với nhau. Rồi sau này hai đứa không có tiếng nói hay cãi vã với nhau đâu. Chia tay sau một thời gian em biết là cô đó là quay lại với người yêu cũ. Nên em đành là im lặng rồi đi. Mày còn nhớ cô đó không? Dạ không chị. Chị qua rồi thôi ha. Dạ. Thế còn em, tình trường mình thì như thế nào? À thì cái mối mà em cũng nhớ nhất là cũng chỉ một mối và cũng cách đây khoảng một năm. Thì là do hai bên không hiểu nhau với là do khoảng cách địa lý nên thành ra là... Địa lý là anh đó ở đâu? À anh đó ở New Zealand. Là người Việt Nam hay người nước ngoài? Dạ là người nước ngoài. À là tại vì làm trong môi trường mình đó phải không? Tiếng dạ. Anh rồi đó phải không? Rồi lý do sao chia tay? Cũng là do khoảng cách địa lý. Với lại mình quen mình đã biết ở xa rồi. Dạ thì lúc đó thì bất chấp nhưng mà thôi sao cảm thấy là không hiểu nhau nhiều quá. Có lẽ tình yêu nó cũng chưa đủ quá sức lớn với lại cũng chưa phải cái duyên của mình. Thế là bình thường chắc có vẻ là cũng ba mẹ cũng cưng đúng không? Muốn ở chung với ba mẹ không muốn ra riêng đúng không? Mai mốt là lấy chồng đi qua nhà chồng ở rồi làm dâu được không? Dạ được chị, vấn đề đó em không có ngại. Mà chắc là không làm được tốt thôi nhưng mà cũng sẽ cố gắng. Em cũng đang sống với gia đình đúng không? Thì ví dụ mình lập gia đình rồi mình sẽ sống chung với ba mẹ hay là mình sẽ ra riêng? Dạ cái đó thì do hai đứa thôi. Muốn ra riêng cũng được, nếu mà muốn sống chung thì cũng được. Tại vì là tính em là rất thoải mái, lại tự lập rồi. Nên cái gì em cũng biết làm hết. Ba mẹ có khó không? Dạ ba mẹ em thì không khó. Có một điều là phải theo đạo. À em có đạo không? Dạ em minh Phật. Rồi sao? Cái này thì chắc cũng phải bàn thêm. Phải bàn luận thêm á. Nhưng mà chị nghĩ bây giờ cũng thời buổi giờ cũng thoáng rồi. Nhà chị là đạo Phật gốc luôn á. Nhưng mà em dâu chị cũng đạo Chúa. Rồi cũng sống giờ mười mấy năm, hai đứa con bình thường hạnh phúc. Đạo ai nó giữ. Dạ. Thì ý là nếu duyên đủ lớn. Đủ duyên lớn. Nói chung quan trọng là yêu nhau hay không thôi. Dạ. Bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai là người như thế nào? Thì em mong muốn tìm một người biết quan tâm, chia sẻ, không bảo thủ, hiền lành, dễ thương. Về ngoại hình, bởi vì em cũng khá thấp nên thành ra em thích bạn trai em cao, thì tầm khoảng 1m7. Em cao được nhiêu em? Dạ 1m66 chị. 66 à? Dạ cũng được. Rồi gì nữa không? Tiêu chuẩn mập ốm, tóc tai, quần áo, ăn mặc. Dạ ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, tại vì cái ngoại hình không cần phải trau chuốt nhưng mà cũng là cái khá quan trọng, cũng phải gọn gàng. Còn em? Dạ. Bây giờ em thích một mẫu người bạn gái như thế nào? Ngoại hình thì nói chung là thấp hơn em một tí cũng được, dễ thương. Biết lắng nghe và biết chia sẻ và cảm thông cho nhau. Lỡ mà có tình huống cãi vã gì đó thì cũng biết gọi là nhường nhịn nhau rồi phân tích để giải quyết vấn đề. Nếu không có nóng giận lên quá thì sẽ bị hư bột hư đường. Rồi là cũng ít ghen lại. Em có làm gì không mà em sợ người ta ghen? Dạ thì nói chung là em thì thời thích em đi chơi du lịch này nọ thì cũng có giao lưu với bạn bè. Thì cũng có một số gọi là bạn nữ hay bạn nam gì đó. Nhưng mà cũng là đối với em là chỉ là tình bạn thôi. Còn trong tình yêu đối với em là chỉ có một và một thôi. Nên em muốn là bạn đó không ghen là được. Thì em phải giới thiệu rõ ràng những mối quan hệ. Dạ, đúng. Em có sẵn sàng giới thiệu bạn gái em với những bạn bè của em không? Dạ có chứ chị. Cái việc nó không có quan trọng đâu. Mình yêu nhau, mình hiểu nhau, mình phải có niềm tin. Dạ. Nhưng mà giờ vấn đề quan ngại, giờ chị hỏi em cái nên là nãy chị hỏi bạn gái rồi. Vậy thí dụ như giờ hai đứa yêu nhau nè, mở ra hợp, phù hợp, tìm hiểu yêu nhau nè. Nhưng mà giờ bạn gái không theo đạo rồi làm sao? Mà không theo đạo thì mình sẽ giải quyết là đạo ai nấy giữ cũng được. Sau này con cái thì cứ hợp bên nào thì cứ theo bên đó. Rồi, thì chị chỉ hỏi để hiểu cái tư tưởng của nhau chút xíu thôi. Đó, em tìm đi, có ảnh ở trọng đó. Đâu rồi, em có hình không? Rồi tìm đi, có cổ ở trọng đó. Dạ. Một tấm một thôi là coi được rồi, coi chi cho nhiều nó rối. Đâu? Dạ đây nha. Tại sao em chọn cô đó? Lý do gì? Vậy thì hồi nãy bạn ấy có nói là bạn ấy hơi thấp. Thì em đoán có thể khả năng là... Trời, người ta ngồi mà, em thấy thấp luôn hả? Dạ, thì em đoán là... À, ngồi mà cũng đoán được thấp hay thiệt. Bên đây, anh nào? 1, 2, 3, 4, 5, 6 anh. Chọn đại đi. À, theo em đoán thì chắc là cái anh mão quát làm sao? Lý do sao chọn anh đó? Cũng biết nữa. Thôi, đó cũng chỉ là suy luận. Bây giờ chúng ta sẽ mở cửa trái tim xem coi sự phỏng đoán của các bạn ngày hôm nay có trúng hay không nha. Mở cửa trái tim. Chào em. Sao cơ? Hình như không giống lắm. Rớt quốc rồi đó. Cảm ơn. Tặng vô qua trái tim đi cơ. Dạ, em cảm ơn.
Dạ, em cũng có cái quà tặng cho anh. À, cảm ơn. Ảnh là đoán em đúng đó. Dạ, như là anh mẫu xanh. Rồi, chứ còn gì nữa. Khi mà cái cửa trái tim này mở ra thì cảm nhận đầu tiên của hai bạn là như thế nào? Em thấy bạn nữ rất là xinh, rất là dễ thương. Và có giọng nói rất là hay đấy chị. Còn em? Dạ, em thấy anh mặc phục hậu. Mặc phục hậu, khác công hình không? Dạ, hồi nãy em cũng nghi nghi rồi mà. Nghi mà không chỉ, thấy không? Gì chưa tới, chưa xui khiến. Quà gì đây em, mở ra coi quà gì nè. Dạ. Chị hay tò mò mấy vụ ta tặng quà nhau lắm, tại mai tặng quà chị chứ. Ồ, cái găng tay. Lý do sao tặng cái găng tay vậy em? Dạ, tại vì hồi nãy em cũng chia sẻ là sở thích của em là thích trang trí nhà cửa với lại thích những cái nội thất nhà bếp. À, mà em cũng thích chồng em là sau này vô nấu nướng chung với em. Vợ chồng là có tâm hồn ăn uống nha. Biết nấu ăn không? Dạ, biết chị. Nấu ngon không? Rất nhiều món. Vậy hả? Dạ. Món gì ví dụ? Dạ, nói chung là mấy món nướng BBQ hay là mấy món cơm truyền thống. Trời, BBQ nướng lấy bao tay này và bưng ra bưng vô là hợp lý rồi ha. Dạ. Tự nhiên nhắc tới ăn đói bụng đó quý vị ơi. Tới giờ ăn trưa rồi. Dạ, xin mời những món ăn của nhà hàng Dậu Họ Food. Xin mời hai bạn thưởng thức món ăn rất đặc biệt của nhà hàng Dậu Họ Food. Canh dừa tiềm gà ác bông trùng thảo. Cua lột rang tỏi ớt nè, mực hoàng kim chiên giòn và cơm chiên bào ngư tay cầm. Wow, món ăn trưng bày rất là bắt mắt, rất là đẹp luôn mà đảm bảo chắc chắn rất là ngon miệng. Tường đói bụng quá rồi, Tường cũng phải vào trong ăn cơm đây. Mời hai bạn thưởng thức một buổi trưa với nhau thật ngon, rồi tâm sự với nhau ha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại. Dạ. Tự nhiên vừa ăn vừa trò chuyện nha em nha. Dạ. Rồi, chúc hai bạn ngon miệng. Mời Quỳnh ăn. Chị em hỏi là bình thường mình đi làm như vậy á anh, thì mình hay chạy ngoài đường á anh? Đúng rồi. Thì công việc nó ở các quận khác nhau. Mà như vậy thì cái thời gian làm việc của mình như thế nào vậy anh ha? Mình làm theo giờ hành chánh thôi. Có khi nào mà công việc là tự nhiên ban đêm cái người ta gọi cái anh phải đi không? Không, tại vì bình thường công ty nó làm buổi ban ngày thôi, hành chánh thôi. Còn ban đêm là thường rảnh thì anh cũng có làm thêm, như chạy xe công nghệ này nọ, kiếm thêm thu nhập. Hồi nãy anh thấy em nói là em thích đi du lịch, thì không biết là em thích đi du lịch kiểu nào nha? Em là cũng thuộc dạng dễ tính, đi du lịch kiểu gì em cũng thấy, nhưng mà miễn là đừng có kiểu khổ quá. Trước ra thì anh cũng thích đi du lịch lắm. Anh cũng có một cái team đi gọi là đi phượt á. Mỗi tuần hoặc mỗi tháng đều có những cái chuyến đi với nhau. Cuối tuần nữa, anh có hay tham gia một số cái chuyến đi thiện nguyện của đội công tác xã hội á. Đi sơn, vẽ tô cho các trường. Thì không biết thì cuối tuần em có rảnh không nha? Thì thường em làm bên trường thì tự làm từ thứ 2 đến 6 thôi. Vậy chủ nhật là em khá rảnh. Nếu mà được thì có thể mời em đi tham gia chung với hội anh nè. Dạ. Nhưng mà nãy anh nói là mỗi tuần với lại mỗi tháng là bên nhóm bạn anh đều có đi du lịch ha anh? Đúng rồi, thường thường là đi là tối thứ bảy hoặc chiều thứ bảy. Có thể là tối thứ sáu đi thứ bảy chủ nhật về. Vậy khi mà anh có bạn gái mà bạn bè anh rủ đi như vậy á, thì làm sao mà anh phân bố thời gian được? Cái đó thì mình sắp xếp cái nào mà thấy thuận tiện hơn. Nếu như mà mình sẽ ưu tiên bạn gái hơn. Sau này cái dù gì thì gia đình này nọ thì vẫn phải ưu tiên hơn. Anh có hút thuốc không anh ha? Anh không biết hút thuốc. Dạ. Vì hồi nãy em có nghe nói là anh hay đi nhậu ha anh? Tại vì thực ra là do hồi xưa là cũng đi bạn bè sinh nhật đám này nọ thì mấy đứa bạn nó cũng rủ đi rồi bắt đầu uống tập tành uống dần, mà sau này thời gian đây là bớt uống lại. Lý do gì mà bị sao mà mình bớt uống lại vậy? Nói chung là uống nhiều nó cũng không có tốt. Nó có tác hại phụ nên mình không muốn uống nữa. Dạ. Thì ngoài cái nhậu ra thì mình còn cái tật xấu mà không? Rất là anh không hút thuốc, không có cờ bạc, nó rất là đơn giản thôi. Đi du lịch gì là chắc anh đi hết Việt Nam rồi hả? Cũng không hết đâu. Còn phía ngoài Bắc Hà Nội đổ lên thôi. Mới đi Hà Nội đổ lại thì cũng tạm tạm. Vậy là cái kiểu của anh đi chắc là đi xe máy đi phượt. Cũng có thể là một thứ nhất là xe máy đi phượt, hai là mình đi du lịch, đi tour công ty. Hoặc là mình đi, mình thích mình cứ đi máy bay, đi ra mình muốn tham quan đâu đó thì mình cứ bay ra đó mình đi chơi thôi. Em ít khi mà đi, có dịp đi kiểu như ngồi xe máy mà đi từ tỉnh này tỉnh kia lắm. Không biết em có thích đi Đà Lạt không nhỉ? Em không có duyên với Đà Lạt. Thì mỗi lần em lên Đà Lạt là em đều bị hư đồ. Hả? Hoặc là hai lần gần đây thì một là em bị gãy mắt kiến. Lần còn lại là em bị hư điện thoại. Nên em không có hư duyên với Đà Lạt lắm. Còn anh thì rất thích đi Đà Lạt. Một năm có thể là 6-7 lần đi Đà Lạt luôn. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Người ta muốn ăn không có ăn, mình ngồi ăn không chịu ăn.
Nãy giờ có bàn tới chuyện hẹn hò yêu đương gì chưa, hay là cứ hỏi vòng vòng thông tin ở xung quanh vòng ngoài thôi? Cũng có hỏi ảnh, nếu như có bạn gái thì cuối tuần ảnh sẽ chọn đi du lịch với bạn hay là dành thời gian với bạn gái. Sao bây giờ cuối tuần giờ có bạn gái thì sao? Thì đi du lịch với bạn rồi dẫn bạn gái theo. Rồi bạn gái không thích đi du lịch chung với bạn của em rồi sao? Thì lúc đó chắc em ở nhà với bạn. Theo em, trong sống vợ chồng thì ai sẽ là người điều khiển quản lý kinh tế? Em nghĩ là phụ nữ là sẽ tốt hơn. Tại vì bản tính em là tiêu chi tiêu bằng tiền á, thì không có hợp lý. Nếu như mà quen nhau thì em nghĩ bao nhiêu lâu nữa mình tiến tới hôn nhân? Thì em muốn là quen cũng phải ít nhất một năm. Thì lúc đó thì mới có thể đủ để biết được là cái bạn đó có thích hợp hay không. Rồi bao lâu nhau thì sau thì sẽ có con? Cái này cũng là do duyên thôi chị. Tại vì con là trời cho. Không, nhiều chứ khi bây giờ toàn sắp xếp hết. Bây giờ các bạn trẻ đa số là có kế hoạch. Bây giờ lấy nhau người ta muốn bao lâu à? Có nhà, có cửa mới có con cái, hay là muốn sanh sớm để sau này nhàn, ví dụ vậy, người ta đều có kế hoạch hết chứ em. Y khoa mà em nói chuyện rồi, tùy duyên, cũng có tùy duyên nhưng mà cũng có sắp xếp. Người ta chủ động, hoặc là nhiều người ta còn coi tuổi, có đồ nữa. Em thì không có coi tuổi, ý là nó dính đi đẻ thôi. Dính đẻ thôi. Dạ, đơn giản. Thoải mái. Rồi, mời hai bạn bóc những lá thăm, những lá bài trong này lên. Đây là vui thôi, để các bạn có thể hiểu nhau nhiều hơn. Rồi, mời bạn trai bóc trước nè. Dạ. Em nhìn xanh đi. Màu xanh hy vọng, đọc lớn lên nè. Thể hiện 5 tiếng cười khác nhau khiến đối phương vui nhất. Trời ơi. Em muốn em cười hay là em muốn bạn gái cười? Tại vì cái sau chưa biết là cái gì. Nếu bây giờ em làm thì lần sau là bạn gái. Bây giờ em cười đi. Em cười phải không? Dạ. Em kiểm tra giùm chị nha, đúng tiêu yêu cầu trong đây không là bị phạt nha. Cười ra tiếng nha, 5 tiếng cười cho tôi cho được nha. Trời ơi. Thì Chị lớn lên coi. Chát thiệt luôn. Đủ chưa? Dạ đúng. Mình đạt tiêu chuẩn không em? Cũng hài hước lắm hả? Cũng hài hước. Sao vậy em thấy em cười gì trơn vậy? Gì cho nó hấp dẫn xíu coi nè. Đó, lựa đi. Hãy tưởng tượng hai bạn đi dưới mưa. Hãy vế bạn nữ đi hai vòng quanh bàn và hát một đoạn ca khúc bạn thích nhất. Hiểu không? Dạ. Hiểu không? Dạ hiểu rồi. Ăn rồi, có sức chưa? Dạ rồi. Rồi mời em qua đây. Đầu tiên hai bạn hãy nắm tay nhau đi dưới mưa. Rồi sau đó trời mưa, xong em ẵm bạn gái lên, vừa đi hai vòng vừa hát. Em biết hát không nổi thì nhưng mà em rap được. Rồi. Rồi bây giờ hai bạn đi dưới mưa đi nè, rồi ẵm lên nè, chừng nào mưa rồi ẵm lên nha. Rồi đi đi. Coi như tôi vô hình đi. Bữa hẹn hò đầu tiên. Đi dọc. Mưa rồi kìa, mưa rồi kìa. Không nổi không nha, đừng để người ta té nha. Ô, hai vòng quá dữ. Bộ anh nước rất nhiều, mà anh hút mắt đây nha. Bộ anh phải đi lại cuộc người anh lại thấy tiền nha. Điều này rồi mình không về, không liên lạc được gì cả. Chị để lại một mảnh giấy, đừng lọ đến nơi cô đi chơi xa. Ồ, em mời đi chung với anh, đi đến nơi không về đưa sân. Trời ơi, mới có vòng rưỡi thôi đó. Hết hơi rồi chị. Rồi thôi được rồi, cảm ơn dạ. Em cảm nhận thế nào em? Sợ chị. Sợ rớt hả? Đủ sức khỏe không? Dạ đủ. Vòng tay vững chãi không? Dạ. Nhịp tim ổn định? Dạ ổn định chị. Cảm nhận như thế nào? Dạ nói chung là vui. Vui. Dễ bị hụt hơi quá. Dễ bị hụt hơi quá. Dạ. Có tập thể dục không em? Dạ cũng có chị. Hai bạn nếu mà có đến với nhau, tìm hiểu nhau nên có chế độ ăn kiêng và tập thể dục cùng nhau nha. Chứ mà mốt mà đẻ con nữa là phì lắm nha cưng nha. Mình đã thấp rồi mà còn mập nữa mới đẻ con nữa là mệt lắm luôn á. Dạ. Có động lực rồi đó, hai bạn nhìn nhau có động lực để tập thể dục nha. Cũng khó kiếm được cặp xứng đôi vậy lắm á. Dạ. Bây giờ thật ra chị hỏi em nè, em nhỏ hơn bạn gái 1 tuổi đúng không? Dạ. Em nghĩ là mình có đủ sự chín chắn và trưởng thành để có thể che chở, bảo bọc và quan tâm mà. Dạ thì em nghĩ là có chị. Em đã sẵn sàng để tiến tới hôn nhân chưa? Dạ là có rồi chị. Em đã chuẩn bị những gì cho cái cuộc sống vợ chồng? Nói chung là chuẩn bị một chút ít rồi. Rồi. Còn sau này bắt đầu là nếu mà quen đi với nhau tới thì mình sẽ lập kế hoạch và tiến tới lâu dài hơn nữa thì sẽ chuẩn bị nhiều hơn nữa. Rồi. Bây giờ chị Tường cho mỗi bạn 30 giây nữa, chúng ta nhìn thẳng vào nhau. Va chạm cũng va chạm rồi ha, thể hiện nói chuyện tâm sự ăn uống cùng nhau rồi. Hai bạn hãy nói cho nhau nghe cảm xúc thật nhất của mình lúc này. Mình cảm nhận về cái cuộc gặp mặt này như thế nào? Rồi mời hai bạn. Em cảm nhận gì về anh không? Em cảm thấy anh cũng khá hài hước, cũng dễ thương, cũng có bàn tay vững chãi. Dạ, với lại em cũng cảm nhận là anh là người ấm áp. Còn em thì anh thấy cảm nhận là em là một giáo viên.
Tại cái nghề nhà giáo viên là anh biết là cũng hiền, cũng biết dễ nghe, quan tâm và biết kiềm chế cảm xúc, thì anh thấy là rất là tốt và ở nhiều phụ nữ. Còn về phần mà sau này mà nếu mà có gia đình á, nếu mà không biết gì thì anh có thể giúp em. Tại vì thực chất là nấu ăn thì anh vẫn nấu được, còn một số việc nhà thì vẫn chia nhau và san sẻ nhau, giúp nhau thôi. Đây cũng một chàng trai khá chân thành đó, nói cũng rung đó, rung này không phải rung mệt đâu. Chị biết không phải mệt là một chuyện, nhưng mà cái rung này là cũng một cái sự bối rối khi mà nói những cái lời. Thì ít có ai có thể nói được những cái lời mà nó chân thành và nghiêm túc khi mà có nhiều người xung quanh cũng rất là ngại. Thì chị thấy là hai bạn cũng về hình thức thì cũng khá hợp lý. Đây là cái nhìn cá nhân của chị thôi. Còn cái việc mà cái cảm xúc, cái rung động bên trong của các bạn thì chỉ có các bạn mới cảm nhận được thôi. Thì bây giờ đến lúc quan trọng nhất, thì cái nút bấm này là cái nút bấm để mà hẹn hò, tìm hiểu và để tiến tới hôn nhân. Nếu chúng ta có sự đồng cảm, có rung động thì chúng ta mới bấm. Còn không rung động thì chúng ta không bấm, vì lịch sự không bấm đem bất cứ một lý do gì. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm và sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hai bạn bấm mạnh, không đồng ý thì mình lấy tay ra nha. Mời hai bạn nhắm mắt lại. 1 2 3. Hết thời gian. Em có bấm không gì? Dạ không ạ. Lý do tại sao em không bấm? Tại vì em hồi nãy em có tiếp xúc với lại bạn nam á, thì em thấy là giống như cầm tay bạn bè. Là ở phía em hay là em cảm nhận ở phía anh này? Ở về phía em thôi. Là em chưa có một cái cảm xúc của rung động của cái trai gái, nghĩa là chưa chạm được cái cảm xúc của em. Dạ. Em có suy nghĩ như thế nào? Dạ, nói chung là cũng bình thường rồi chị. Tại vì tôn trọng cảm xúc dạ, của đúng bạn rồi. Gái. Tại vì mỗi người có đều có suy nghĩ khác nhau, mình không có đặt áp nặng cái một vấn đề nào đó cho một người khác đối diện. Rồi mời hai bạn. Sự hai bạn không bấm nút thì chị Tường cũng rất là buồn. Buồn là vì mình không có tròn cái trách nhiệm mai mối của mình thôi. Nhưng mà Tường rất là tôn trọng, vì đó là những cái cảm xúc rất thật. Trước mắt là mình có lỗi với mình mà mình còn không có lịch sự với những người xung quanh nữa. Tường thấy hai bạn đều rất là dễ thương, rất là đáng yêu, ai cũng rất là chân thành. Thì Tường hy vọng là qua chương trình ngày hôm nay rồi thì các bạn cũng sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Thay mặt chương trình gửi tặng cho bạn một cái phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Chúc em sẽ có một cuộc sống rất là vui vẻ, tình yêu sẽ đến một ngày không xa. Dạ, em cảm ơn chị. Rồi, chị cũng chúc em như vậy nha. Dạ. Có thể là hôm nay cái duyên chưa tới thôi, nhưng mà khi phát sóng chương trình này ra thì biết đâu có nhiều cô gái sẽ thích em và sẽ tìm đến chương trình để mà tìm những thông tin để mà liên hệ với em. Dạ. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian đến với chương trình. Và mọi người thấy đó, mai mối không có dễ đâu quý vị, cố gắng hết sức rồi. Cả chương trình cũng đã tìm rất là nhiều hồ sơ mới ghép đôi được với họ, nhưng mà cảm xúc là của họ và họ tự quyết định. Tường thôi, cho nên là mình cứ thoải mái vui vẻ chia sẻ nha. Hôm nay chỉ là vòng đầu tiên để mình trao đổi những thông tin cơ bản thôi. Nếu mình được chọn vào vòng 2 thì sẽ có biên tập trao đổi riêng với mình thêm, và có người phù hợp thì chương trình sẽ thông báo sớm cho mình biết nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu giới thiệu luôn. Đầu tiên là họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. Rồi mời em. Xin chào ban biên tập, em tên là Huỳnh Ngọc Quý Duyên, sinh năm 1993. Thì quê quán của em là ở thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện tại thì em đang làm việc cho ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà thực tế thì hiện tại là em đang tìm một cái công việc mới á, cho nên là em cũng đang rảnh thời gian này. Và em có cùng bạn phù hợp, cho nên em tranh thủ thời gian này. Là hồi trước em làm gì ở quận 7? Công việc của em là chuyên viên pháp chế. Trước làm chuyên viên pháp chế. Cái công việc gần nhất của em đó là em làm trong pháp chế cho một công ty viễn thông. Của Mỹ Hưng. Thì em cũng mới nghỉ việc tầm vài tháng nay thôi. Đang tìm cho mình cơ hội việc làm mới. Rồi ok. Duyên nói một xíu về những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Cái điểm mạnh của em thì em được nhiều người nhận xét là khá dễ thương. Và người nói chung là cũng làm việc cũng rất là ổn, đó là trong công việc của em. Nhưng mà em hỏi hơi lật đổ, chứ là mình về điểm mạnh, điểm yếu để tìm bạn đúng không chị, chứ không phải tìm điểm mạnh, điểm yếu để tìm công việc đúng không ạ? Em hơi... Đúng rồi em, mình đang tham gia chương trình để mình chia sẻ về bản thân, để tìm cho mình một cái người phù hợp.
anh. Nếu mà về cái điểm mạnh cá nhân của em đó là em là một cái người có lối sống khá là lành mạnh. Thì thường là em duy trì cái thời gian biểu của em, thường là em dậy lúc 5 giờ sáng để mà chạy bộ. Yêu thích các hoạt động ngoài trời. Cũng như là tính của em cũng rất là dễ chịu, khá là dễ chịu, và thường không có ngại làm quen với người mới. Đó là cái điểm mạnh của em. Về cái điểm yếu đó là em khá là hậu đậu, không khó giỏi về cái việc bếp núc cho lắm. Mặc dù là em có thể biết món ăn bằng cách là xem các hướng dẫn món ăn trên YouTube, nhưng mà thật sự là em là cũng khá là hậu đậu. Còn về chuyện tình trường của em thì như thế nào? Trước giờ em đã trải qua mấy mối tình rồi? Nếu mà chính thức là 2 mối tình. Còn nếu mà để mà em say nắng cũng rất là nhiều, là cũng khá là nhiều. Cái lý do mà em giờ muốn chương trình bạn muốn hẹn hò thì em nhớ là hồi cách đây nhiều năm là em cũng có đăng ký một lần. Nhưng mà vì lý do là bận công việc nên em cũng chỉ có thể là xin nghỉ một lần. Em tham gia chương trình với mình một buổi casting thôi. Xong sau đó là mấy phần thơ em không có đi được nữa. Thì và cái là sở tình trường thì cái là em hay bị vướng vào cái cảnh là người mình thích thì không thích mình. Người mà mình không để ý lắm thì họ lại để ý mình. Mà em thì không thể nào mà em cái là nếu mà em mà không có rung động á thì em cũng không có quen được. Bởi vì nếu mà em quen để mà lấp nổi cô đơn khoảng trống như vậy thì nó hơi miễn cưỡng với bản thân. Cho nên là nhiều lúc là em cũng duy trì cái trạng thái là FA hơi lâu. Thì tính ra là em FA là cũng phải 2 năm rưỡi rồi. Là chưa có cuộc tình chính thức nào. Còn trong quá trình đó mình say nắng người ta nhưng người ta không đáp lại cũng có. Nhưng mà hai mối tình kia là em quen lâu nhất bao lâu sao mà lại chia tay? Cũng 2 năm rưỡi. 2 năm rưỡi hả? Rồi lý do vì sao mà chia tay? Cái lý do là cái bạn đó cảm thấy là em còn phấn đấu trong công việc nhiều quá. Muốn phát triển nhiều quá. Tại vì hồi mấy năm trước là em cũng là một người cũng khá là tập trung cho công việc á. Rồi bạn đó sẽ nghĩ là em sẽ không cùng, sẽ không có về quê của bạn đó được đâu. Rồi coi như là chính vì vậy mà dừng lại tới giờ là 2 năm rưỡi, là cũng không có tìm hiểu ai khác hay như thế nào? Hoặc là trong môi trường công việc này kia các thứ không có ai hay sao? Công việc của em thì từ hồi mà cấp 3 rồi đến đại học rồi đến các công ty em đã từng trải qua thì 90% là nữ. Đó cũng là một cái điều kiện không thuận lợi mấy nếu mà em tìm bạn. Nhưng mà tính em thì cũng thích các hoạt động ngoài trời, giao du, câu lạc bộ các kiểu. Nhưng mà nói chung là mình kết bạn bè mới thì rất là dễ. Mà không cái việc mà để gặp người yêu thì thấy hơi khó đối với em. Còn cái việc mà trong 2 năm rưỡi vừa qua, kể từ khi mà chia tay cuộc tình đó, thì mình có gặp bạn bè mới. Thì em cũng chia sẻ là cái người mà mình cũng xoay nắng xoay gió đó thì mình cũng có bất tín hiệu rồi, mình từ đó nhưng mà người ta không đáp lại. Rồi vậy thì bây giờ em mong muốn tìm một người như thế nào? Em mong muốn là cái người đó là cũng có cái lối sống lành mạnh. Em thích một cái người là có lối sống lành mạnh và tính tự giác cao quá chị. Tại vì bản thân của em là em cũng hơi gọi là có tính tự giác cao. Em thích những cái người như vậy. Với lại nó là cái em cũng thích có hoạt động ngoài trời á, thì nếu mà gặp một cái bạn mà cũng yêu thích có hoạt động ngoài trời, ví dụ như là đi tắm biển với em, hoặc là đi leo núi vào buổi cuối tuần, hoặc là chạy bộ này nọ đó, thì sẽ thích hợp. Mình có những cái hoạt động chung mình chia sẻ. Em cũng thích đọc sách, âm nhạc. Nếu mà cái bạn đó cũng có những cái chung thì rất là tùy. Rồi tuổi tác vùng miền của bạn này thì như thế nào? Dạ em xin lỗi cho em hơi ồn quá. Nghe được em. Tuổi tác vùng miền của bạn này thì như thế nào? Những cái bạn mà em đã từng yêu hoặc là em từng crush thì trong thường là trong chính thức luôn á chị. Em chưa có crush người, chưa có quen anh nào mà 8X cả. Thì có thể là tại vì em nghĩ là em cũng chính thức thì các bạn
xem trang lứa thì nó sẽ dễ hiểu nhau hơn. Ừ, rồi coi như là tầm độ tuổi em của mình ha. Em thì không có ngại cái vùng vàng, ừ. Em cũng hơi thoáng, nhưng mà tại vì trong trong cái quá khứ á, em gặp cái mối thái độ trên em thì là bị mình thì không, nhưng mà phía bên kia thì người ta lại là có cái định kiến về vùng miền một chút, cho nên là về sau này thì em cũng không biết cái người đó có quan trọng vùng miền quá hay không, bởi vì là em là người miền Nam. Em được biết thì cái bạn ở miền Trung nhiều khi người ta cũng rất là quan trọng cái vùng miền, cái tuổi tác nữa. Rồi còn yêu cầu gì đặc biệt về cái người bạn trai này nữa không? Em thích một người khỏe mạnh. Em là hay vận động ngoài trời mà thì cứ bạn nào nào được cũng khỏi khỏe mạnh chứ vận động được. Cái bạn đó thì đừng quá lười biếng chị. Cái người lười biếng. Rồi còn yêu cầu gì đặc biệt nữa không, là không lười biếng rồi còn gì nữa không? Yêu cầu đặc biệt thì cái bạn đó là nên ý thức được là đang trong mối quan hệ. Thì người ta cần ý thức được cái việc đó để người ta có những cái hành động hoặc là cư xử để mà vun vén vào mối quan hệ. Quan hệ rồi, ok. Có hình mẫu nào giống ai không em? Dạ không ạ. Rồi ok, nói chung là hôm nay là chỉ là cái buổi chia sẻ phỏng vấn đầu tiên thôi, để chị nắm những cái tiêu chí cơ bản của em ha. Có thể là có người phù hợp thì cái lịch quay gần nhất của mình là ngày 26, 27 tháng 9 này, thì là chương trình sẽ thông báo cho em nếu mà có cái chàng trai phù hợp ha, thì mình sẽ tham gia chương trình và gặp, có thể gặp cái chàng trai mà chương trình sẽ mai mối cho mình nha. Dạ. Cho em hỏi luôn là bên mình đó là có cái buổi offline nào không chị? Chương trình không có tổ chức offline nữa em, tại vì cái hình thức offline nó không có hiệu quả và mọi người tham gia offline không có nghiêm túc, cho nên là chương trình chỉ ghép đôi cho những ai thật sự nghiêm túc và họ mong muốn tìm kiếm một nửa của mình, và chương trình sẽ do chỗ anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan mai mối trực tiếp trên sóng truyền hình ha. Dạ. Em thì cũng là nghiêm túc, nhưng mà em ngại ở cái chỗ là tại vì chị biết là khi mà mình quay chương trình đó thì là cái việc mà quay ghi hình lại á là nó sẽ được lưu trữ mãi luôn, và bây giờ thì cái mạng truyền thông nhiều khi người ta cũng cắt ghép những cái đoạn shot thì nó sẽ không phản ánh đúng cái buổi của cái chương trình đó, người ta khi người ta chỉ cắt cái đoạn nói chuyện của hai nhân vật đó xong người ta zoom thì em thấy nó không phản ánh đúng lắm. Thì cái này là bên chị sẽ không có làm cái việc cắt ghép như vậy ha. Và bên chị vẫn luôn đứng bảo vệ cho nhân vật. Nếu như mà cái nội dung cắt ghép mà nó không đúng nội dung thì bên chị cũng sẽ không có phát hành những cái clip như vậy. Cho nên là em cứ yên tâm nha. Bên chị là sẽ luôn đứng về bảo vệ quyền lợi cho các nhân vật tham gia. Không có chuyện gọi là cắt ghép để câu view ha em ha. Rồi ok, cảm ơn em. Nếu mà có người thật sự phù hợp thì chương trình mới ghép đôi cho mình được, cho nên là biết đâu mình có duyên á thì mình có cái người phù hợp sớm nhất nha. Dạ dạ. Rồi cảm ơn em, chào em. Dạ. Thiệu về họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. Chị là Trịnh Thị Mai Thảo. Chị sinh năm 1983. Công việc của chị là nhân viên y tế, chị làm nhà nước. Hiện nay chị đang làm việc và sinh sống ở thành phố Nha Trang. Là quê của mình ở đâu chị? Chị sinh ra lớn lên thì ở Phú Yên em. Học xong 12 thì chị vào Nha Trang sống đến bây giờ luôn. À, sinh ra Phú Yên. Rồi nếu mà chương trình ghi hình ở trong Sài Gòn thì chị vẫn vào được đúng không? Đúng rồi. Rồi ok. Bây giờ chị Thảo chia sẻ một xíu đi về điểm mạnh, điểm yếu nè. Rồi là tình trường mình trước giờ đã từng lập gia đình chưa hay trải qua mấy mối tình rồi? Chị cứ chủ động chia sẻ ha. Rồi, ok em. Trước giờ thì chị đã có gia đình rồi. Chị có hai mối tình. Đầu tiên là với chồng chị. Thì sống với nhau được 9 năm. Thì ly hôn. Chị ly hôn cách đây được 6 năm rồi. Chị có hai cháu. Một cháu đang học lớp 9. Cháu gái học lớp 9. Với lại cháu trai thì đang học lớp 4. Chị ly hôn năm 2017 là 6 năm rồi.
Thì từ đó đến giờ là chị có quen một người nữa, quen được một thời gian ngắn thôi, nhưng mà cái mối quan hệ đó là chị thấy chị không có được tôn trọng, chị bị tổn thương nhiều quá nên là chị đã dừng lại. Ừ, nhưng mà trước đó là lý do vì sao mà chị ly hôn? Ly hôn thì chồng chị là một người không có trách nhiệm với gia đình, có nghĩa là đi làm về xong là coi trọng bạn bè, coi trọng ăn nhậu ở ngoài đường nhiều hơn là gia đình, với lại làm việc thì không có tính toán, làm là đổ nợ rất là nhiều lần, chị phải lo trả nợ trả nần. Rồi sau này khi mà chị vay tiền 100 triệu cho ảnh đi làm ăn á, thì ảnh đi theo người khác luôn, ảnh lấy luôn cái tiền đó và ảnh đi theo người khác luôn, và bây giờ là thôi ảnh có vợ có con có gia đình riêng rồi. Nhưng mà cái người thứ hai á không tôn trọng chị là như thế nào, người ta thể hiện sao? Đó là cái người mà có kiểu như là người ta có cái tính hay nóng giận lắm, hay nóng giận, rồi người ta gia trưởng, với lại bản thân người ta thì lúc nào người ta cũng cho người ta là đúng, không khi nào sai, cho nên là có sai thì cũng không bao giờ mà nhận lỗi hết, và họ họ nói những cái lời, nói chung là những cái lời nói của họ làm tổn thương mình rất là nhiều. Chị nói một xíu về bản thân chị đi, ví dụ như là chị có những điểm mạnh, điểm yếu, tự tin nhất về điều gì ha? Chị rất là vui vẻ, chị vui vẻ hòa đồng, nói chung là chị tham gia rất là nhiều cái chương trình hoạt động mà từ bé đến lớn, có nghĩa là văn nghệ, thể thao, thậm chí là đến khi đi làm ở đây công đoàn bên ngành chị có chương trình gì là chị đều tham gia hết, nói chung là chị năng động, chị vui vẻ, chị biết nấu ăn, chị biết nấu ăn. Rồi còn cái nhược điểm của chị á là chị hay suy nghĩ, chị hay buồn, hay buồn và hay suy nghĩ, nhiều khi mình suy nghĩ đến cái mức mà mất ngủ luôn. Đó là cái chị thấy là cái khuyết điểm của chị mà chị phải khắc phục sau này. Khi mà chị đã thương ai rồi á, là chị dành hết tâm tư, chị dành hết con người bản thân chị để chị thương và chị quan tâm đến người đó, và chị rất là yêu gia đình, chăm lo cho con cái. Đó là cái ưu khuyết điểm của chị. Dạ rồi, ok. Chị mong muốn tìm kiếm một cái người như thế nào để phù hợp với mình? Mẫu bạn trai hả? Mẫu bạn trai thì về ngoại hình á, thì là phải nói chung là có cái gương mặt nhìn thì có cảm tình. Chị cao 1m6, cho nên là chị cũng muốn là cái người đó họ cũng 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 phải cao hơn chị, 1m68, 1m7 gì đó trở lên ha. Thì về tính cách á, là phải một người chân thành, tử tế, phải biết lắng nghe, biết chia sẻ, phải biết quan tâm và đặt gia đình của mình là lên trên hết. Rồi về công việc á, thì phải có công việc ổn định, thu nhập cũng phải khá, tại vì cái trường hợp của chị á, cái hoàn cảnh của chị bây giờ là chị một mình, chị làm luôn nhà nước, chị phải nuôi 2 đứa con, cho nên là chị cũng phải làm thêm cái này thêm kia thì chị mới đủ để mà lo cho 2 đứa nhỏ nhà chị. Nói chung là chị cũng hơi khó khăn chút xíu, bao nhiêu năm nay thì chị vẫn xoay sở được, nhưng mà khi mà đã có một người đàn ông rồi á, thì chị muốn cái người đó là cũng phải ngoài cái yêu thương quan tâm mẹ con chị ra thì cũng phải có một cái thu nhập mà tương đối ổn định, cũng khá chút xíu để có cái phần nào đó có thể giúp đỡ được mẹ con chị trong cuộc sống nữa. Dạ rồi, rồi tuổi tác, rồi là vùng miền người này ở đâu thì được, chị có quen xa được không hay sao? Tuổi thì lớn hơn chị tầm 5-7 tuổi, 10 tuổi đổ lại ha, hoặc là có thể nhỏ hơn chị một vài tuổi, miễn là người ta có công việc, người ta chín chắn, người ta có công việc ổn định. Còn vùng miền á thì chị sống ở Nha Trang hả? Chị sống ở Nha Trang thì chị nghĩ là cái khoảng cách từ Đà Nẵng mà vào đến Sài Gòn là ok. Là hiện tại là chị vẫn có thể yêu xa quen xa được đúng không? Ừ đúng rồi, chị thì á, bản thân chị là chị đang cố định ở Nha Trang, tại vì chị còn phải nuôi con chị ăn học cho đến con bé lớp 9 rồi, thì có ít nhất thì chị cũng phải lo cho con chị nó học 12 xong, thì cái khoảng thời gian đó là chị bất di bất dịch, chị không có thể, chị không có muốn di chuyển, chị sống ở nơi khác, cho nên là nếu mà cái người đàn ông đó mà họ có thể linh động thời gian được. Nói chung là chị đi đi, ví dụ như là ở Sài Gòn đi chẳng hạn đi, thì cuối tuần chị vẫn sắp xếp để chị vào đó được.
Còn mà để mà sống cố định ở đó thì chị cũng phải mất thêm vài năm nữa, chị lo cho con chị xong thì chị mới sống được. Còn nói chung là đi đi về về thì chị vẫn đi được, chị vẫn sắp xếp thời gian chị đi được. Đó, cho nên là chủ yếu cái người đàn ông đó mà cái công việc của họ mà họ cũng có thời gian để họ đi qua đi lại giữa Nha Trang với lại cái nơi họ sinh sống được thì ok. Dạ rồi, ok chị. Nói chung hôm nay chỉ là cái buổi phỏng vấn đầu tiên thôi. À, nếu mà có người phù hợp thì chương trình sẽ thông báo sớm cho mình biết nha. Dạ rồi, cảm ơn chị ạ. À. Dạ Rồi, rồi, chào chị ạ. À. chào em. À. Giới thiệu về họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. Chị nói to lên giúp em một xíu nha. Cái mic của chị đưa cái mic kế cái miệng mình nói. Trên cái dây tai nghe. À, cái dây tai nghe kìa chị, không phải cái đó chị để tai. Rồi, trên cái dây tai nghe nó có cái đó chị để sát miệng giùm em cái. Tai nghe bên phải á. Không, chị vẫn cứ để cái điện thoại như vậy. Chị để điện thoại đúng rồi, chị lấy cái bên tay phải nó có cái mic kế bên á. Bên tai nghe tay phải của chị á. Dạ rồi sao vậy? Là mình rút Đúng cái rồi. Không, chị để sát miệng cho nó nghe rõ hơn xíu á. Còn rồi chị nghe cho. Dạ. Dạ rồi ok. Chị nghe em nói không? Đúng rồi, nghe rõ rồi đấy chị. Rồi. Đúng rồi đó. Đúng rồi chị. Rồi ok, mời chị giới thiệu về họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. Em tên Lê Thị Hoa, quê ở Quảng Ngãi. Em làm nhân viên văn phòng chị. Chị sinh năm bao nhiêu? Vậy em sinh ngày 8 tháng 7 1984. Là hiện tại mình đang làm ở Quảng Ngãi luôn hay sao chị? Dạ không, em làm ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Tân Tạo An, quận Bình Tân chị. À, dạ rồi. Là hiện tại công việc cụ thể của mình là mình làm gì chị? Em làm nhập đơn xuất đơn Ừ, chị, nhập đơn dạ. nhập đơn. Rồi, ok. Bây giờ là chị Hoa chia sẻ một xíu về bản thân mình trước đi chị. Những Dạ. cái điểm mạnh, điểm yếu của mình như thế nào ha? Rồi tình trường của mình ra sao? Dạ, điểm mạnh của em hả? Thì nó nói chung là em cũng dễ, cái tính của em thì nó cũng dễ mềm lòng lắm. Ví dụ em muốn tìm một người nào đó là phải đích thực với em, chân thật với em chứ đừng có gian dối với em, chứ em sợ những người mà vũ phu hay là đối xử em tồi tệ như vậy á. Kiểu có lúc mà mình có mình không biết trân trọng con người, ví dụ là như là vũ phu đánh đập vợ con rồi vậy đó. Em có nhiều khuyên nhiều lần nhưng mà người ta cũng không có lăng bảo, nên em muốn tìm một người thật sự là phải tìm hiểu thật sự, thật là mình đến với nhau chứ đừng có lừa lừa dối nhau. Còn cái yếu của em là như là em nói chung là em cũng phải tìm một người nào mà nói chung là lớn tuổi hơn em, là cũng là người Quảng Ngãi của mình luôn nhưng mà lớn lớn tuổi nó hơn em, ví dụ cả tầm sinh năm bảy mấy trở lên á. Ví dụ người dạ người không có gia đình thì tốt, còn nếu mà người ta đã có gia đình rồi nhưng mà cũng phải trải qua một cái, mình phải đồng cảm cho nhau, yêu thương nhau và đồng cảm, và mình cùng chia sẻ cho nhau những trong công việc lúc mình làm việc thành nhập để mình đồng cảm cho nhau á chị. Dạ rồi, ủa là trước giờ là chị chưa từng lập gia đình hả? Dạ có thôi chị. À, vậy thì Dạ. chị ly hôn bao lâu, ở với nhau bao lâu, có con chưa, chị chia sẻ cụ thể giùm em nha. Dạ em cưới năm 2012, em cưới năm 2010, em có con là 2012, rồi 2017 là cũng một đứa nữa, là hiện tại là em hai đứa. Dạ, hai đứa, nhưng mà bé lớn thì đang ở với bố, còn bé nhỏ thì đang ở với em. Dạ. Rồi lý do vì sao mình ly hôn chị? Tại vì chồng vũ phu với cờ bạc với tính tính lăng nhăng quá chị, dạ đánh đập nhiều lần quá đó. Là hiện tại là chị đang nuôi bé trong Sài Gòn luôn. Dạ đúng rồi chị. Dạ rồi, tại vì mình
đã có con, đã có gia đình rồi Dạ, á, thì cái người và kia cũng em cùng hoàn cảnh ha. dạ, cùng đồng cảm, mình cùng chia sẻ cho nhau để thật lòng, chứ đừng có dối trá nhau hay là mình gian dối một cái điều nào, ví dụ phải không phải thì mình cứ nói, chứ đừng có để ấp ra trong lòng rồi lâu ngày quá rồi bùng nổ ra rồi những chuyện không hay. Ví dụ không không thích em, anh không thích em nói tính như vậy đó, thì anh cứ nói thẳng để mình sửa chữa. Nói chung là ai cũng không có cái hoàn thiện và cũng không có cái khuyết điểm ưu điểm hết, nói chung là ai cũng phải có một cái gì đó để mình sửa chữa sai, nhưng mà nói một hai lần ví dụ không sửa thì mình sẽ có biện pháp khác, chứ không mình thấy như vậy. Rồi, chị còn yêu cầu gì đặc biệt về cái hình mẫu đàn ông mình mong muốn không? Dạ, em muốn người đàn ông đó là ví dụ 6 9 7 chục ký cũng cũng được, cao 1 m 75 78 thì nó cũng được chị, nói chung là trên trên mét 7. Dạ, chỉ có vậy thôi chứ em không yêu cầu gì cao đâu, em không yêu cầu trình độ, em chỉ yêu cầu làm sao tất cả mình cùng đồng cảm cho nhau, mình yêu thương nhau là được rồi. Còn em thì em chỉ ở cái số ký mình hơi cao, dáng người con trai mình hơi bông, mình hơi phong phong độ xíu. Em thì em cũng nhỏ con thôi chứ em không có lớn gì đâu, tại vì em cao 1 m 59 thì em có nặng có 50 kg thôi, em cũng ốm cũng nhỏ con, nhưng mà em thích những người đàn ông người ta phong phong độ hơn. Dạ rồi, Dạ ok. Nói chung dạ hôm nay chỉ là cái buổi phỏng vấn đầu tiên thôi. Có dạ cái người phù hợp thì chương trình sẽ thông báo rồi mình cố gắng mình sắp xếp mình tham gia ha. dạ dạ ok chị, Dạ rồi, cảm ơn chị Hoa ạ. À. Chào dạ dạ chị. dạ em ba chị nha, cảm ơn chị nha. Dạ.